Không, anh mới chẳng không dạ. Hồi buổi chiều hôm nay em có mặt tại Bà Kè qua những chiếc xà lan chở cá và những chiếc nồi dầu cho khán giả cùng xem nha. Và vào buổi chiều nay cũng muốn chúc khán giả được có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đây là một chiếc xà lan của Tiền Giang, mạng nước 29, chạy rất là lẹ luôn mà. Đang chạy kênh chợ gạo và về những sông lớn của sông Tiền các bạn. Nước bơm, máy bơm ở dưới hầm lên rất là mạnh luôn. Một bánh lái xoáy nước rất là đẹp luôn đó các bạn. Xà lan này tổng 2018 nha. Và đây có một chiếc xà lan chở cát nè các bạn, chạy xoáy nước trước mũi xà lan rất là đẹp luôn nha. Và chạy tốc độ luôn, và buổi chiều hôm nay nước lớn nữa dòng sông à, xà lan chạy rất là lẹ luôn nè. Xà lan này mặn nước 36 nha. Và máy bơm nước ở dưới nằm lên phun nước rất là đẹp luôn nè. Xà lan này màu động cơ các bạn. Và đây là có một chiếc ghe nè, chở miếng dừa sấy nè. Và đây có một chiếc tàu dầu rất là đẹp luôn. Đang chạy hướng Long An, chạy qua kênh Chợ Gạo và về Rạch Nhằm Kỳ Hôn luôn các bạn. Anh nói liền với sông Tiền luôn nha. Dầu này của Sài Gòn các bạn. Dầu này chạy máy kêu rất là mạnh luôn, có lá cờ phất phới phía trên rất là đẹp luôn các bạn. Và đây là phía sau một chiếc xà lan của Đồng Tháp nè, màn nước 2m6 nha, chở hàng bên trong hàng khô cùng những tấm tôn thiết rất là kính luôn. Và phía trên Rạch Nhằm Kỳ Hôn xuống có một chiếc luôn, giống như chiếc này luôn, lập trên là bằng những
Phan Thiết. Ở đây có một chiếc ghe sắt. Và chiếc xà lan này là của Cần Thơ các bạn. Xà lan này nhỏ, mặn nước 28 à. Bánh lắng đằng sau quần nước rất là đẹp luôn. Ở miền Tây em có rất là nhiều ghe nhỏ buôn bán trên sông nước miền Tây, rất là tiện lợi luôn các bạn. Tuy nhỏ nhưng những loại ghe này chạy rất là lẹ luôn. Đây có một chiếc tàu dầu. Tàu dầu chạy rất là lẹ về sông Tiền luôn nha các bạn. Chiều nay có những nhánh lục bình trên sông và xà lan chạy dẹt qua hai bên rất là đẹp luôn á. Đây có chiếc ghe chở dừa nạo nè các bạn, dừa Mã Lai á, rất là nhiều luôn. Và đây là một chiếc xà lan của An Giang nè, sơn viền vàng rất là đẹp luôn á, mặt nước 2m2 à. À, xà lan chạy có sấy nước, đạt nước luôn. Cái tốc độ cũng lẹ các bạn.
Đây có chiếc ghe nhỏ chạy rất là lẹ luôn nè các bạn. Dập nước rất là đẹp luôn. Trên bờ kè có những hàng keo gió lung linh rất là đẹp luôn các bạn. Trên này có quán nước, chiều ngắm xuống dòng sông uống nước, nhìn xà lan chạy qua lại rất là đẹp luôn nha. Và đây có một chiếc xà lan chở những thùng hàng container vừa vượt qua cầu dây chợ gạo nè, chiều ngang 4 thùng và chiều dài 4 thùng các bạn. Vừa lọt qua cầu dây chờ gạo luôn, nước cũng nửa dòng sông mà chưa có đầy lắm nên chiếc xà lan này chạy qua lọt luôn. Còn những khi nước lớn quá thì những chiếc xà lan chở những thùng hàng container ít có, không có chạy qua những cái cầu dây cầu chờ gạo các bạn. Nửa dòng sông thì những xà lan chở thùng hàng container này chạy rất là nhiều. Và chiếc xà lan này là của Long An nha, mạng nước 48 luôn. Xà lan là màu xanh rất là đẹp luôn á. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem video Hoàng Hạnh miền Tây. Và em rất chân thành cảm ơn những cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Hoàng Hạnh miền Tây. Em xin tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.